Và sau đây mời quý vị đi vào phần tin châu Á. Bản tin châu Á đầu tiên, thưa quý vị, nói về việc Quốc hội Trung Quốc đã thông qua luật an ninh Hồng Kông. Luật an ninh quốc gia Hồng Kông đã được gần như toàn thể đại biểu Quốc hội Trung Quốc thông qua trong phiên họp ngày 28 tháng 5 vừa qua. Trong số gần 3.000 đại biểu, chỉ có 1 người bỏ phiếu chống và 6 người bỏ phiếu trắng. Với đạo luật này, Bắc Kinh gia tăng kiểm soát đặc khu hành chính Hồng Kông. Văn bản vừa được Quốc hội Trung Quốc thông qua có tên gọi chính thức là Quyết định của Quốc hội về xây dựng kiện toàn chế độ pháp luật và cơ chế thực thi về bảo vệ an ninh quốc gia của đặc khu hành chính Hồng Kông. Trên cơ sở quyết định này, Ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc soạn thảo và có thể ban hành các luật liên quan trong một vài tuần tới mà không cần thông qua Hội đồng Lập pháp Hồng Kông. Liên quan đến sự việc này, Anh Quốc xem xét việc cấp quốc tịch cho công dân Hồng Kông nếu Trung Quốc áp dụng luật an ninh. Vương quốc Anh có thể cấp cho người mang hộ chiếu Anh ở Hồng Kông một con đường để có quốc tịch Anh nếu Trung Quốc không đình chỉ các kế hoạch thông qua luật an ninh quốc gia, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab nói. Hiện có khoảng 300.000 người mang hộ chiếu BNO ở Hồng Kông. Họ có quyền đến Vương quốc Anh trong vòng tối đa 6 tháng mà không cần thị thực. Tuyên bố của ông Raab được đưa ra sau khi Anh, Mỹ, Úc và Canada công bố lên án chung đối với luật an ninh của Bắc Kinh. Anh, Mỹ, Úc và Canada cho rằng áp đặt luật an ninh sẽ làm suy yếu nguyên tắc một quốc gia, hai hệ thống đã được thống nhất trước khi Hồng Kông được Anh bàn giao cho Trung Quốc vào năm 1997. Nguyên tắc được thỏa thuận này bảo đảm cho Hồng Kông một số quyền tự do vốn không tồn tại ở Trung Quốc đại lục. Trong một diễn biến khác, Anh đóng cửa tòa đại sứ Triều Tiên giữa dịch bệnh corona. Đại sứ Anh tại Triều Tiên cho hay, tòa đại sứ Anh ở quốc gia chuyên chế này tạm đóng cửa vì những hạn chế nghiêm ngặt chống virus corona. Tòa đại sứ Anh tại Bình Nhưỡng tạm thời đóng cửa hôm 27 tháng 5 và tất cả nhân viên ngoại giao này đã rời khỏi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đại sứ Colin Crooks thông báo trên Twitter vào ngày 28 tháng 5. NK News, một trang mạng tin tức có trụ sở tại Hàn Quốc chuyên theo dõi miền Bắc, đã loan tin là nhân viên tòa đại sứ Anh đã vượt biên giới sang Trung Quốc bằng đường bộ. Văn phòng đối ngoại và thịnh vượng chung cho hay, quyết định di tản khỏi trụ sở ở Bình Nhưỡng được thực hiện vì những hạn chế nhập cảnh khiến không thể luân chuyển nhân viên và duy trì hoạt động của tòa đại sứ. Thông cáo nói London sẽ tái lập sự hiện diện tại Bình Nhưỡng trong thời gian sớm nhất có thể. Quay sang những diễn biến từ Biển Đông. Một tàu chiến Mỹ lại thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, thưa quý vị. Hải quân Hoa Kỳ lại một lần nữa tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông với việc điều tàu khu trục USS Mustang mang tên lửa có điều hướng thuộc lớp Alembic đi gần quần đảo Hoàng Sa vào hôm thứ Năm 28 tháng 5. Hải quân Hoa Kỳ đã hai lần điều tàu chiến đi như vậy trong một nỗ lực nhằm thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa hồi tháng trước, và cũng thực hiện một cuộc hành quân như vậy gần Hoàng Sa hồi tháng 3. Sự gia tăng nhịp độ các hoạt động này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Washington và Bắc Kinh về một loạt các vấn đề, bao gồm các nỗ lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm kiểm soát Hồng Kông và trách nhiệm của họ đối với dịch virus corona. Trung úy Anthony Junko, phát ngôn viên của Hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ, cho biết trong một tuyên bố, khi tiến hành hoạt động này, Hoa Kỳ đã chứng minh rằng các vùng biển này nằm ngoài những gì Trung Quốc có thể tuyên bố chủ quyền một cách hợp pháp. Còn từ phía Trung Quốc, báo Trung Quốc đã viết cần sẵn sàng bỏ Mỹ, xây dựng nội lực, chiến đấu lâu dài. Thừa nhận cuộc chiến về Hồng Kông đang diễn ra
Tờ Hoàn Cầu Thời báo nói việc tách khỏi Hoa Kỳ không làm Trung Quốc sợ hãi vì nước này chuẩn bị chiến đấu lâu dài. Cùng lúc, có ý kiến bên ngoài cho rằng ông Tập Cận Bình chọn giải pháp cứng với Hồng Kông để thổi lên sự ủng hộ cho chủ nghĩa dân tộc Trung Hoa. Vào thời gian Quốc hội Trung Quốc thông qua luật an ninh để trực tiếp giải quyết làn sóng biểu tình mà Trung Quốc gọi là các nhóm bạo loạn ly khai ở Hồng Kông, tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc có bài xã luận lên án Mỹ. Thời đại Hoa Kỳ dọa nạt Trung Quốc đã qua, nói thẳng về một loạt vấn đề trong quan hệ hai bên. Tờ Hoàn Cầu Thời báo cũng nhắc rằng Trung Quốc có vũ khí nguyên tử để răn đe và có lực lượng quân sự khiến Hoa Kỳ không dám tấn công. Quay sang một tình hình chính trị khác. Liên Hiệp Quốc cho biết Bắc Nam Triều Tiên vi phạm lệnh ngừng bắn tại vùng phi quân sự. Cả Triều Tiên lẫn Hàn Quốc đều có lỗi khi nổ súng qua lại trước đây trong tháng tại vùng phi quân sự, theo một cuộc điều tra của Bộ Chỉ huy Liên Hiệp Quốc. Một phúc trình công bố vào ngày 26 tháng 5 của Bộ Chỉ huy Liên Hiệp Quốc do Mỹ lãnh đạo nói vụ này vi phạm lệnh ngừng bắn chấm dứt chiến tranh Triều Tiên vào năm 1950 cho đến năm 1953. Phúc trình cho biết Triều Tiên vào ngày 3 tháng 5 vi phạm lệnh ngừng bắn khi nổ 4 loạt đạn súng nhỏ vào một trạm canh của Hàn Quốc. Phúc trình cũng nói binh sĩ Hàn Quốc vi phạm thỏa thuận đình chiến khi đáp trả với 2 loạt đạn. Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy Liên Hiệp Quốc không thể xác định là Triều Tiên nổ súng là cố ý hay nhầm lẫn. Phúc Trình nói Triều Tiên được mời tham gia cuộc điều tra nhưng chưa trả lời chính thức. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đưa ra một tuyên bố nói rất tiếc là phát hiện của Liên Hiệp Quốc không điều tra rõ về hành vi của Triều Tiên. Bộ cũng nói binh sĩ của họ theo đúng các thủ tục trong sách hướng dẫn khi đáp trả vụ nổ súng của Triều Tiên. Bộ Chỉ huy Liên Hiệp Quốc giám sát các hoạt động dọc theo vùng phi quân sự được dùng như trái độ giữa Nam và Bắc Triều Tiên. Hai bên trên nguyên tắc vẫn còn trong tình trạng chiến tranh vì chưa đạt được một hiệp ước hòa bình chính thức. Và đó là phần tin châu Á. Sau một phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Việt Nam có các tin chính như sau. Một người gốc Việt trở thành cố vấn pháp lý cho các phiên tòa trục xuất của cơ quan di trú và hải quan ICE. Ba thành viên gia đình Mỹ gốc Việt tử vong vì virus corona trong một tuần